Anh không? Ông Nhất bữa nay không có đem cơm ra cho anh được. Nói con gắt hương mẹ gì đó, nói hồi lúc mẹ còn sanh con ra còn nhỏ xíu đó, để mà còn nhỏ xíu mà để mà anh em của chúng con đùa giỡn giao cho nó vui đó. Giờ mẹ qua đời làm như con người nó hơi yếu rồi, làm như nó thấy con người của mình nói với làm như nó hơi cảm động. Cảm động mà có khóc không? Nó cũng hơi gịnh gịnh. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại gia đình của Út Nhất á. Thì trong lúc tan gia bối gối thì các anh em cũng thăm trở lại anh Cường, và cũng như là thông tin với anh rằng á, mẹ con cũng đã mất rồi, để xem cái phản ứng của anh như thế nào. Ngày hôm nay thì đến đây cũng thay mặt cho tất cả các mạnh thường quân cũng như chị Jenny Nguyễn có những cái chia sẻ trong cho gia đình Út Nhất vào những cái lúc khó khăn như thế này. Còn bây giờ thì mời tất cả các cô bác anh chị cùng với Bùi Hồ và một đồng để vào nơi tại anh Cường đang ở hay cô bác anh chị? Em có nghĩ là cái sự phản ứng của anh Cường sẽ tăng cao độ không? Ngày sáng có ai đem cơm hay đem nước gì? Không biết. Em đi về hàng đêm hay sao? Đối với những người mà cái trạng thái thần kinh không ổn định á, thì chắc có lẽ là mình nói cho anh biết, nhưng mà ở trong cái tâm của anh cảm nhận như thế nào thì anh em mình cũng không có biết rõ nữa. Nhưng mà sáng ngày nào hôm nay thì ra đây thì có thấy một cái không khí cũng khá là êm đềm ha. Anh Cường đây ăn gì chưa? Anh Cường ơi. Gì anh ăn gì chưa? Hiện nay dây xích thì cũng đã tháo ra rồi. Và anh Cường ơi, mẹ anh mất rồi kìa. Anh cũng không có biết luôn. Cũng thương ha. Cái ngày mà bà ra đi mãi mãi thì chỉ có anh Tú thì có lại với bà, và cũng có những lời nói trước khi bà mất mà mọi người nghe khá là đau lòng. Má biết con không má, hay là má khỏe không má. Thì trong khi đó anh Cường lại trở nên hoang dại như thế này, ở trong một cái lòng, mặc dù ngoài kia đám cưới một sự bao trùm, sự lạnh lẽo đau thương, thì anh Cường ở đây vẫn như vậy, đâu có biết gì đâu. Anh Cường ơi, mẹ anh mất rồi. Anh biết mẹ anh không? Út Nhất bữa nay không có đem cơm ra cho anh được. Mày đi không? Đi đi. Em nói với anh á, quân hung hãn. Đủ má mày. Đó, anh chổi luôn mọi người. Anh không muốn cái gì nha. Mày đi không? Anh ăn cơm chưa? Má. Hẹn hẹn chút xíu lại đi, tao thương. Mày thương không? Những cái sự nói của anh em cũng như bất lực à. Mặc dù thời điểm này á thì không có ai nói anh nghe được hết á. Chỉ có mình Út Nhất thôi à. Có được cái giọng ở trên đó, có được một cái lòng sắt tháo dây xích ra cho anh thì thấy cũng nhẹ nhàng hơn. Và thông tin với cô bác với anh chị á, là anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ cũng có hỗ trợ 3 tháng để cho mà anh Cường đi xuống bệnh viện tâm thần tỉnh á, để điều trị. Nhưng cái giai đoạn khó khăn nhất là làm sao để mà di anh về cái bệnh viện là một điều khá là nan giải. Hai anh em đều có một cái trạng thái thần kinh không ổn định như nhau, là anh Cường và anh Tú. Tuy nhiên thì là hai cái thái cực khác nhau. Nếu như anh Cường hung hăng bao nhiêu thì anh Tú lại hiền hòa và nói chuyện rất là dễ thương bấy nhiêu.
anh Cường thì làm cho người ta hoảng sợ, còn anh Tú thì lại gieo cho mọi người một cái tiếng cười. À, anh la hoài là Út Nhất nghỉ cho anh ăn cơm luôn á, hôm nay Út Nhất không có ra đây đâu. Là anh Út Nhất cho anh đói luôn á, anh chửi hoài là Út Nhất cho đói luôn á. Tối ngày hung hăng đòi ta này kia cho hay. Dùng những cái từ mà mình phải nghe nói là cực kỳ gùng gợn luôn á. Quả đó là ghê gớm lắm mọi người. Này cũng là cái sự mà mấy anh em mình tiếp xúc với anh Cường cũng rất là nhiều lần á, cho nên cái sự thì mình cũng bớt một phần. Chứ nếu mà cái người mà đầu tiên tiếp xúc thì chắc có lẽ bỏ chạy từ lâu rồi. Rất đúng rồi. Sợ. Ngày hôm qua em nhớ dứt đem cơm vô mà anh Cường gặp em là anh Cường cầm cái chén canh lên là chuẩn bị chổi á. Trời ơi. Cái mùng mấy ngày hôm trước á, cô bác của anh chị có để ý không? Cái miếng mùng miếng lưới văng cho anh không mũi á, thì anh cũng đã đốt hết luôn rồi. Anh hút thuốc rồi xong anh đốt cái mùng đó. Nó chỉ bị cháy xém ở những cái song sắt đó, anh Đồng có thấy không? Thấy ra có thấy không? Nó bị cháy xém đó. Thì bây giờ không ai dám văng cho anh cái gì nữa, sợ bị cháy á. À, không biết là lúc mà cháy thì anh dập lửa bằng cái cách nào. À, nên là nữ hiện thời điểm hiện tại là không dám làm gì cho anh cái mùng để cho giữ cái khung đó nó được không có mũi á. Quan trọng là anh tự biết bảo vệ cái bản thân mình thôi. Nhưng mà ở con người thì cái khả năng bản năng sinh tồn á, nó cực kỳ cao, mặc dù là không còn ổn định tinh thần, nó không ổn định như người bình thường, nhưng mà ở trong cơ thể của anh vẫn có khả năng sinh tồn, vẫn biết đói, vẫn biết sợ khi mà không được anh Út Nhất đưa cơm ăn. Và chắc có lẽ là anh tìm cách nào đó để anh dập cái ngọn lửa ngoài kia. Lúc mà anh Cường ảnh kéo cái miếng lưới cách nhiệt vô, ảnh đồ ảnh đốt chỗ ngay cái góc đó, đó. Bên phía dưới cầu thang à. Còn lại anh đóng tro tàn luôn á. Vậy là anh không có dám để trên đó mà đốt, mà anh gom lại anh mới đốt ha. Đúng rồi. Vậy là anh cũng thông minh chứ. Em thông báo cho anh cái nữa là tụi em đi vô nè, mẹ của anh mất rồi. Anh Cường. Mất rồi mẹ đó. Trời ơi. Đi vô một người. Ngày hôm nay á, thì mấy anh em có mặt tại gia đình của Nhất, thì trước tiên á, là thay mặt cho quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cũng như là các cô chú anh chị trong nước và ngoài nước gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của Nhất ha. Mất mát nào cũng mang đến sự đau thương cả, và bà ra đi như vậy sau những ngày chống chọi với bệnh tật thì cũng mong bà sẽ về với lại Chúa ha. Hôm nay thì sáng nay nhận được một cái sự ủng hộ của chị Jenny Nguyễn ở Úc gửi cho gia đình Út Nhất 5 triệu để lo cái bằng hầm gương cho bà. Đây, gửi 5 triệu ha. Út Nhất bây giờ nói chuyện cũng hết nổi, buồn họ sẽ nói, sẽ đến cho Út Nhất nha cô bác anh chị. 1, 2, 3, 4, 5 triệu. Đây là phần của chị, trước tiên là phần của cô chị Jenny Nguyễn. Út Nhất cũng cảm ơn chị Đồng Nguyễn rất nhiều. Đấy, hai chắc qua là em mặc sức em qua thì em nói chuyện cũng được. Em sắc ở đây dưới rồi. Cô luôn. Út Nhất cứ ký được phần này là phần hầm gương, còn những cái phần hỗ trợ khác của quý mạnh thường quân đó, thì sau khi mà mẹ của Út Nhất về với tại đất thánh đó, thì Bùi Hồ sẽ trao thêm số tiền của mạnh thường quân cho gia đình cho Út Nhất ha. Mạnh mẽ lên. Hôm qua nay mắt mình uống nhiều lắm đúng không? Mắt mình cao hút tới sáng luôn. Cây là người luôn nè. Tại vì ca anh mẹ không có hơi tâm. Ca anh nhậu với lại quý bên nhà là thắp nhang. Có uống thuốc gì vô chưa? Có. Uống nước rồi qua cái thằng để thuốc á. Có để chữa ăn liền. Không nhất cứ suy nghĩ như thế này. Mẹ của mình cũng lớn tuổi rồi, thôi mẹ của mình cũng an nghỉ ha,
và có nhà mới thì mẹ cũng có nơi an nghỉ nó ấm cúng hơn. Cố gắng lên nhau chút nào. Cảm ơn cô bác quý anh chị ngày hôm nay thì cũng cảm ơn chị Jenny Nguyễn ở Úc đã hỗ trợ. Và sau khi phần an táng xong á thì Bùi Hồ cũng thay mặt quý mạnh thường quân hỗ trợ phần còn lại cho gia đình cũng giúp nha cô bác. Hôm qua nay mẹ mất thì chắc là cái tâm trạng buồn lắm anh Tú hơn. Qua đầu hết rồi hả? Thấy mẹ người ta bỏ vô cái hòm á. Nãy có lại nhìn mặt mẹ không? Thấy hả? Có khóc không? Hả? Có hả? Nhớ điều gì nhất về mẹ? Nhớ lại hồi lúc mình còn nhỏ đó. Bà cũng có đi tòng mía đồ ở ngoài cồn. Bà với ổng có đi ra cồn tòng mía. Trồng để nuôi mình ha. Trồng để mà đi đem nhậu đi bán nhà ta. Ngày hôm nay mẹ không còn nữa thì sao? Trồng mía, bà nghĩ trồng mía. Bà thường mới trồng. Lúc nhỏ bà trồng mía, giờ bà nghĩ trồng. Thì mất sao trồng được? Lúc bà còn nhỏ, bà còn hợi con gái đó. Bà cũng có đi trồng mía ngoài. Hồi nãy có nói với mẹ điều gì không? Thì có con gửi gắm nói với anh Tám nói xin gửi cho anh Tám năm Tám để cho má để mà sau gặp lại vậy đó. Để gì? Để mà ngày sau mình gặp lại má tôi vậy. Ngày sau? Nói với anh Tám á, gửi tiền vậy đó. Để mà ngày sau gặp lại má. Kiếp sau chứ ngày sau vậy? Kiếp sau gặp lại má vậy đó. Gửi cho anh Tám rồi. Xuống đây thì có nói với vợ chưa? Có nói rồi. Vợ có nói gì không? Nó mua mấy trái cây đem xuống. Vợ mua đem mấy trái cây đem xuống con cúng ha. Cúng như vậy, nho nhãn. Nho nhãn hay coi như báo hiếu cho mẹ. Từ nay về sau là không còn gặp mẹ nữa. Thì buồn dữ lắm không? Có, bà có để mấy tấm hình lại. Còn có nghĩa là anh gờ nói là chụp ảnh để lại. Vậy là còn gặp hả? Dạ, còn gặp anh để lại đó. Ý em nói là anh không có còn cho tiền mẹ mình được nữa kìa. Có, mình có gửi không? Gửi rồi, mẹ nhận được không? Dạ được, bà cũng có chụp hình bà để lại hình ảnh của bà đó. Để lại ngày sau gặp lại. Thật ra một lời nói rất là quyền và hiền hòa. Nghi ngôn. Đúng rồi. Thế chiều nay là mẹ, người ta đem mẹ đi đâu? 3 giờ đem đi vô nghĩa tang. Nhà thờ. Nhà thờ nghĩa tang đó. Đất thánh. Đất thánh nghĩa tang. Hồi nãy anh cầu nguyện cho mẹ thì anh cầu nguyện như thế nào? Đọc kinh Châu Á đó. Chiều nay 3 giờ đem bái vô nghĩa tang. Anh đọc như thế nào? Đọc cái lễ cho bà, rồi xin cầu nguyện cho bà. Cho anh nói lời với mẹ một câu cuối thì anh sẽ nói như thế nào? Mình cũng nói chiều nay con chờ đợi bà lúc 3 giờ đi vô nhà thờ đọc kinh rồi đem tiễn má đi vô nghĩa trang rồi. Đem đi vô nghĩa trang để mà chôn. Đem vô nghĩa trang. Thật ra thì mình không biết để mà hỏi như thế nào, nhưng mà tâm trạng của anh này hiện nay, cái gương mặt của anh biểu thị một cái nỗi buồn á, nhưng mà có lẽ là cái ngôn từ đối với anh nó được bị hạn chế nên thành nữa anh không có nói hết được. Thậm chí là mình nói từ nay về sau không gặp mẹ nữa thì anh nói là mẹ còn được tấm hình đó. Bà có để chụp hình ảnh. Nhưng mà mình không có nói chuyện với mẹ được nữa. Mình dùm hình mà đi xuống thì dùm hình. Bà có chụp hình mà để là. Còn mấy mình đi vô nghĩa trang mình thăm mồ mả bà. Anh thấy mẹ mất anh sợ không? Dạ. Sợ không? Dạ, sợ. Sợ gì? Sợ bà qua đời không còn nữa. Mẹ mất rồi là qua đời rồi. Rồi vô qua đời rồi chôn vô nước thánh chôn quá rồi bắt đầu mình đi xuống, mình có đi xuống mình đi vô nghĩa trang vô đóng thăm bà. Chứ không có thăm ở nhà được nữa. Không, vô nghĩa trang không. Vô nghĩa trang không? Vô nghĩa trang đồ mình có mặn ăn khá giả thì mình vô mua máy chụp hình vô nghĩa trang rồi quay phim chụp ảnh rồi coi mồ quả của bà chơi. Câu chắc là động lòng á anh một đợt.
chứ bình thường là hôm trước là lúc trước đi bắt ốc là có cho tiền cho mẹ không? Không. Bắt ốc có hổm đi dành đó, cho nó gửi cho anh Tám 500. Mà trước đó là có cho mẹ để mẹ mua nước đá uống không? Không. Cho bà gửi đi cho bà 500 đi mua ốc đó, cho bà 500. À, sao hôm nay không kêu vợ xuống? Có nó đi xuống nó nói với em 3 giờ. Giờ 3 giờ. À chờ 3 giờ vợ mới. Có nói với nó rồi. À vợ nói sao? Nó nói rồi. 3 giờ. Vợ nói rồi 3 giờ xuống ha. Ở chờ má đưa tiễn cho bà vô nghĩa ta ăn 3 giờ, lúc 3 giờ. À. Nghe người ta nói gì đó. Chứ anh cũng đâu có biết gì đâu. Lúc 3 giờ. À. Thấy hồi sớm thấy người ta có đóng cái hòm lại không? Dạ. Có thấy người ta đóng nắp mẹ lại không? Có đem quan tài vô để bả vô. À. Lúc 3 giờ đem vô nghĩa trang nghĩa địa. Ừ. Hồi tối có ngủ được không? Dạ. Hồi tối ngủ được không? Không. Ngủ ngủ mà như thấy bả vậy đó, nhưng mình không có đeo cái này vô đó, mình thấy cũng hơi lạc lõng với bà phải không? Mình cũng thấy chuyện này chuyện nọ, mình cũng cắn rất trong lương tâm. Giờ sáng vô ngầu uống cà phê thì bà là nói hai thằng con đi xuống như này đi để mà đưa tiện má đi vô nghĩa tang, đi vô đóng vậy đó. Thì đeo cái đó vô. Đeo vô để mà vô nghĩa tang rồi cho gặp bà rồi. Cho nó có cái sự vui vẻ với má của mình vậy. Để đưa má của mình về nơi an nghỉ. Đưa vô người ta an nghỉ. Lúc mà mình chưa đeo cái khăn đó là mình cảm thấy cắn rứt với má của mình hả? Cắn rứt mình đeo vô giờ cũng hết rồi. Cắn rứt sao nói em nghe với cắn mình. Rứt là cũng như không được đưa tiễn má mình đi vô nghĩa trang đó. Tất nhiên là mình buồn phiền. Giờ mình đi đeo cái này vô được là trong lòng mình thấy vui. Anh hiểu ý nghĩa đeo đó không? Hiểu. Đeo nó làm sao? Cũng như đeo vô để mà giúp đỡ cho má mình, để mà đưa vô nghĩa tang nghĩa địa đóng, để mà ngày sau gặp lại má mình vậy đó. Ngày sau gặp lại má mình. Em hỏi lại câu nữa. Nhưng mình đưa tiễn cho bà gì cho bà có lòng sự vui vẻ với mình vậy đó. Đưa vô nghĩa tang. Ngày nay có đi bắt ốc không? Dạ không, ốc giờ kêu như nước, kêu như nước nó nhỏ, nó không có còn lớn nữa đó. Làm như thấy nó hơi xuống màu. Này cái đó rồi vô rỗng lộ lắm. Cái đó rồi vô rỗng mà kiếm 2-3 cái máy rồi bơm vô sao. Bơm vô đặng cho nước nó tàn tệ đó, để mà cho mấy ốc bu đeo lại để nước quá nhỏ nữa. Nó chìm ngủm hết trơn. Nó còn muốn máy bơm vô. Nó hơi bị xuống màu hả? Xuống màu sao? Xuống màu là như hết ốc, bớt ốc. Nước nhỏ quá nó không có bu lại. Mướn máy bơm vô hay sao? Ví dụ ngày nay mà có ốc, có nước đầy đủ thì có đi bắt không? Dạ không. Sao à? Kiểu như ốc nó cũng như qua cái cục hờ của nó, qua cái hờ của nó làm như nó hết cái sự mắc cái sự vui đó. Bây giờ mình cũng phải kiếm cái đường cách mà mình chế tạo ra mà mình để mà mình có tiền để mà mình mua cái máy phim chụp ảnh buồn buồn đi vô tới lui để mà vô nghĩa tang để mà chụp ảnh cho má mình để mà xây mồ rồi đó. Để mình chụp ảnh chụp phim đồ cho bả xem, chụp mồ mả bả gì đó coi cho nó đẹp vậy. Chứ ốc là hết cái gì? Ốc giờ nó qua hà rồi, nó hết cái cuộc vui của nó rồi. Mình cũng không có thấy vui vẻ với nó. Giờ mình chế tạo ra, mình mua cái máy chụp ảnh chụp phim đồ. Nó là vậy được. Làm gì để chế tạo ra? Mình chế tạo ra cái mình đi lụm mũ vậy đó. Lụm mũ ở đầu mình mới có tiền mình dành dụm để mình mua cái máy quay phim chụp ảnh đó. Để mà mình ghé vô quán để mà mình uống cà phê để mà mình chụp phim, quay phim chụp ảnh. Như vậy thì anh Tú có thể là lụm mũ bao nhiêu ngày mình mới mua được cái máy chụp ảnh ta?
cái máy quay phim chụp ảnh đó thì cũng 2-3 tử quạt chứ gì. Anh nói là quay phim chụp ảnh cho con người mình nó vui vẻ lại. Vợ anh thì thường hay ém tài ém phép là sao? Tôi không có ém tài, bị tôi là người có đạo, đâu có quyết ém tài ém phép. Vợ anh kìa. Vợ tôi nó đi làm mẫu mà tôi thì có đạo, tôi đâu có quyết cái vụ đó. Tôi đi lễ đi kinh hoài. Đâu có ai ém được anh đúng không? Vì mình có đạo, đạo Thiên Chúa, đâu có ém. Có tiền thì ghé vô uống cà phê mẹ với cái gầu cho nó vậy, cho nó khỏe. Quỷ tôi đi lễ cầu xin cầu nguyện với cho nó mạnh khỏe gì thôi, chứ đâu có biết kiểu em tài em phép ai. Cũng như là mình có đạo. Anh Tú là bữa nay là mấy ngày nay là mẹ mất là anh Tú nghỉ đi bắt ốc luôn. Tại vì bắt ốc không còn thấy cái vui vẻ nữa. Cứ như thời hồi trước á, là kiểu như nước có tàn bờ đê, tàn bờ đường, đổ nước giải qua trở lại á. Tàn thời rồi nó, con ốc nó mới thấy vậy, nó mát mẻ trong mình, nó mới bu lại. Còn giờ làm như qua cái cuộc thời cuộc chiến của nó rồi. Giờ làm như nó cũng con ốc như nó cái sự nó không có còn cái sự mà lạnh lẽo của nó đấy, rồi nó không có bu lại. Tôi cũng đầu óc tôi cũng suy nghĩ ra mấy cái việc đó. Con ốc này tôi đổ chắc nó khoái ba cái chắc nước lạnh. Nước lạnh để mà nó bu lại mà nó đeo lại. Còn nếu mà làm như nắng nâu quá, làm như con ngự nước, cái chắc nước không nắng đó, không rút cái hầm, ba cái hầm nó khô gan đó. Mấy con ốc nó nóng, nóng làm như nó không có hạp. Nước tàn thời gì mà nó hạp. Thì mình có để ý mình biết là con ốc nó không chịu hạp, ông trời cũng nóng. Nước nhỏ nó không có hạp. Nó khoái nước lớn tàn thời gì mà nó khoái. Nó hạp. Vậy nó hứng ba cái chắc nước lạnh. Nó chịu. Mấy ngày nay là nước nóng hay nước lạnh? Nóng nó rút hầm hố khô gan. Với lại mẹ mình mất cũng nước cũng nóng đúng không? Cái này nắng nâu á, nó rút hầm hố đồ qua lại nó khô gan đó. Con ốc rút cạn đời. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày mẹ mình mất nè. Đưa mẹ về với lại đất thánh nè. Rồi người ta cho anh 2 triệu anh đi bắt ốc, anh có đi không? Cho 2 triệu rồi. Để anh đi bắt ốc. Không, nghỉ. Sao à? Nghỉ bắt ốc đi làm mũ. Sao? Ốc giờ làm như tí mắt em mới vô qua dưới nút nè, vô đổng mò nè. Cái đường đi nó khô gan. Ốc nó không còn đeo. Nước tàn bà đê. Bây giờ cho anh 2 triệu để anh đi lượm mũ anh đi không? Dạ đi. Đi hả? Dạ. Ủa rồi sao mẹ mình hôm nay mình nói mình tiễn đưa mẹ mình về với đất thánh mà. Lúc 3 giờ, 3 4 giờ. Mình đi về trước 3 giờ. 3 4 giờ vậy đó, đưa bởi vô đổng vậy. Nói chung là đối với ảnh và anh Cường thì mình không biết chia sẻ sao với cô bác với anh chị. Tại mình muốn hiểu cái cảm xúc của anh như thế nào. Nhưng mà thấy ngồi anh uống cà phê lủi thủi của mình nên à. Anh vẫn hiểu được rằng ngày hôm nay là không có thể nào đi bắt ốc để đưa mẹ của mình về. Và anh cũng hiểu được rằng là ngày hôm nay á, là coi như là lần cuối cùng để gặp mẹ mình. Anh nói là câu của mình, anh nói là tại bà còn để lại cái tấm hình đó. Có để mấy tấm hình để mà thấy hình thấy ảnh mà ba còn để lại có biết có nói gì với mẹ không? Có nói đi, phải nói để ba chụp hình ảnh đồ lại đó, để mấy tấm hình để lại cho anh em của mình coi hình ảnh của ai vậy đó. Lúc còn nhỏ, còn mấy thời mấy gái đâu có chụp hình để lại. Mẹ từ nay là không đi cắt mía được nữa rồi đúng không? Dạ. Như những người khác thì sẽ nghĩ là không còn gặp mẹ nữa. Còn anh Tú anh nghĩ là mãi mãi anh luôn luôn lúc nào cũng gặp mẹ bởi những tấm hình mẹ để lại. Cũng như là trong lòng ảnh vẫn luôn có mẹ mà. Thế gì chứ cũng ở trong lòng buồn lắm nhưng mà không có thể hiện bằng những giọt nước mắt giống như mọi người. Nhưng mà không có thể hiện bằng những cái lời nói mà nó liên tiếc á. Có bao giờ trong đời anh Tú mà xúc động mà phải khiến cho anh Tú rơi lệ không? Dạ. Khóc á? Khóc á. Dạ. Có bao giờ anh khóc không? Dạ, thấy làm như nó thấy con người của mình nó như làm như nó hay cảm động. Cảm động mà có khóc không?
nó cũng hơi gịnh. Gịnh. Nó hơi gịnh hơi. Gịnh là sao? À, tại vì cũng như ông bà cha mẹ của mình qua đời đó. Rồi trong vòng mình nó làm như con người, làm như nó xuống màu. Ừ. Không có còn mà để mà con người của mình nó mạnh mẽ, nó mạnh mẽ mà để mà nó vui nữa. Ừ. Chứ nước mắt nó không chảy ra. Kiểu như lúc mà mình còn nhỏ mà sanh ra đó. Rồi lúc đó nó còn nhỏ tuổi, nó còn làm như chắc nó còn vui vẻ rồi. Ừ. Làm như mắt gầu, làm như thấy xuống chất. Xuống chất. Xuống chất. Hơi bị gịnh là sao? Hơi gịnh là cũng như con người mình nó có cái sự cảm động, cũng như là cha mẹ của mình là qua đời đó, làm như con người làm như thấy yếu. Là yếu là thì sao? Là yếu cũng như là cha mẹ mắt mình là mình không còn chỗ mà dựa vô để mà tốn chui tốn nhủi nữa gì đó. Ừ. Bỏ qua đời làm như con người mình làm như thấy nó yếu liền, bớt đi sự che chở đúng không? Bớt đi cái sự che chở. Ừ. Của cha mẹ của mình đó. Ừ. Làm như thấy yếu rồi, thấy hơi bị yếu. Xuống màu là xuống màu, thấy yếu. Xuống màu là sao? Là cũng như con người của mình nó làm như nó mất cái tinh thần. Mất cái tinh thần rồi. Không có còn được vui nữa. Không còn được vui mà sao anh cười dữ vậy? Lúc nhỏ thì gì giỡn hết thì nó qua lại mình vui. Còn sức khỏe mà. Giờ bỏ qua là giận như mất cái tinh thần. Hết tinh thần, mỏ óc luôn. Còn mới làm như nó đi tới đâu là thấy run sợ đó. Mất mẹ là thấy run sợ đúng không? Như mất lòng tin rồi. Mất lòng tin rồi. Ngày xưa có mẹ thì sao? Như có mẹ có bả thì cũng như là vui vẻ để mà con người của mình nó mạnh sức, mình cũng đâu có còn sợ phải không? Có người che chở đúng không? Có hai vợ chồng ổng che chở luôn. Cũng đỡ cho mình. Nó cũng dưỡng tinh thần. Bỏ qua đời là thấy yếu. Thấy hơi bị hẩm hiu. Yếu là yếu sao? Con người của mình độ mắt đi cha mẹ gầu làm như con người thấy xuống màu. Xuống màu. Xuống chất. Xuống mấy mươi trăm. Giảm họ. Xuống nhiều không? Xuống màu nhiều không? Dạ. Xuống màu nhiều không? Cố gắng gượng để mà sống biết sao. Đó, hay ha. Hay. Nói chung là nãy giờ anh Tú nói những lời rất là tâm lý cho một người con luôn á. Mất mẹ thì coi như mất đi sự che chở. Ngày xưa còn ổng bà cũng che chở cho mình, còn có chỗ trốn chui trốn nhủi. Như lúc còn nhỏ mình còn đùa giỡn với nhau để mà không có biết gì đó. Bà cũng ra mà còn xong rồi còn mía rồi cũng ra giờ ngắm nhìn rồi trồng cũng lý do sao mà bà trồng lên được như cây như vậy đó. Bà cũng qua đời. Bây giờ mẹ mình hết trồng mía rồi. Có bao giờ ước mà mẹ mình trẻ lại để mẹ mình trồng mía nữa không? Dạ, bà cũng như bà lớn tuổi rồi, bà qua đời. Có bao giờ ước mẹ mình trẻ lại không? Dạ. Có bao giờ ước mình mẹ mình trẻ lại giống như ngày xưa còn con gái không? Đó, có như mượn con người khác chứ làm gì được. Mượn hình ảnh khác. Cái đó không phải mua là đồ, mà cái đó mua người gì không? Mượn tiền nước ngoài về mà mướn đồ bắt con này mà làm như cho tẻ rồi nhỏ rồi. Như đóng vai đóng tuồng. Chứ đâu còn lại được hả? Chứ làm sao mà giống hệt luôn. Chứ không có thể nào làm cho mẹ mình trẻ lại được. Cái đó đủ còn tiền đô nước ngoài đâu. Mẹ mình mất thì mình có còn gặp lại mẹ mình không anh Tú? Dạ. Hay là chỉ gặp hình thôi? Dạ, gặp hình ảnh mà gì thôi. Chứ hết gặp bả được rồi. Tối là ngủ là hết trống chui trong mẹ mình được rồi. Lúc bả còn con gái bả hay thường bả hay đi lại nhà thờ đồ coi cầu lễ ha. Mấy không phải coi mấy ông cha đồ để mà kinh sách đó. Rồi bả cũng hay đi lại cũng dòm ngó mấy ông cố ông cha thầy đồ của mình làm lễ làm phép đó. Rồi mấy ông cũng cha thầy. Không có sự học, không có tinh thần nữa. Có dắt anh đi không? Dạ, có. Lúc đó mẹ có dắt anh đi không? Có, đi lại giờ cha thầy làm phép rồi, vui lắm. Ngày hôm nay thì anh lại đưa mẹ đi ra ngoài đất thánh. Dạ. Thì không còn dắt anh đi nữa mà anh tiễn mẹ mình đi. Thì nó khác so với ngày xưa dữ không? Dạ.
giác này cũng như để mà đưa bà vô nghĩa tang, nghĩa địa, nghĩa tang để cho bà nghỉ ngơi cho khỏe. Ừ, chứ bà thấy bà mệt mỏi. Bà sống cũng dạng như tám mấy rồi. Ừ. Quá con người của mình sống tám mấy cái dạng lớn tuổi, ừ, cao tuổi cấp đó, con người của mình nó đuối. Ừ. Cái sức nó coi như nó già cao tuổi quá, coi như con người của mình nó đuối. Ừ. Bởi vì cái khi mà cái tiết gió mà lạnh là coi như là nó bay vô nhà của mình chứ. Ừ. Mấy cái người lớn tuổi nó hay có cái việc mà qua đời. Ừ. Là cái kiểu như cái gió lạnh đó, khi sống lớn tuổi rồi coi như con người của mình nó yếu quá. Ừ. Mệt mỏi quá là đi luôn, mệt mỏi quá đi luôn. Anh sợ không? Sợ, tôi còn phải sợ đi. Anh sợ sao? Dạ, cũng như con người của mình lớn tuổi rồi, cũng như gió hiu hiu, tự sợ độ mà ngủ rồi, ngủ luôn. Dùng mấy cái hời này nghe, sợ ngủ rồi ngủ luôn. Để anh ngủ luôn thì anh hết mệt mỏi. Nó như vậy rồi mà mấy cái hàng lớn tuổi này muốn kiếm cái vườn cây vườn gì đó lủi vô ngủ luôn chứ còn ham gì nữa. Hết ham hả? Ngoài ham cái máy chụp hình qua đâu còn ham gì nữa hả? Cũng như muốn có cái máy chụp hình mà để là quán cà phê uống, mà để mà chờ cái nhịp mà mấy con nhỏ gái mà đi tới đi lui, đi qua đi lại gì đó, để mà mình chụp hình ảnh chung với nó để mà làm kỷ niệm. Thôi bây giờ chiều nay mình bỏ cái chuyện đó qua bên đi, mình lo chuyện mẹ mình đi, mình nhắc lại ôn lại kỷ niệm mẹ mình đi, chứ mình nhắc chuyện đó để khi nào đi. Còn bây giờ thì mình thấy mẹ mình gì mình cũng lo đúng không? Dạ thôi, đã chiều lúc 3-4 giờ mình đưa bà vô nghĩa tang. Ừ, hỏi lại câu này lần này nữa là kết thúc nè. Dạ. Nếu như mẹ anh á mà còn với anh á thì anh sẽ nói câu gì với mẹ? Thì hả? Mẹ anh mà còn, nếu như mẹ anh còn sống anh nói câu gì với mẹ? Thì nói con rất thương mẹ vậy đó. Nói hồi lúc mẹ còn sanh con ra còn nhỏ xíu đó, để mà còn nhỏ xíu mà để mà anh em của chúng con đùa giỡn giao cho nó vui đó. Giờ mẹ qua đời làm như con người nó hơi yếu rồi. Rồi sao nữa? Con người yếu như mất cái tinh thần. Rồi sao nữa? Nó hơi bị gì nữa? Con người cũng như mấy giống con như là cái sự cha mẹ mất rồi, cũng như mất cái niềm vui rồi. Nó không còn cái niềm vui nó vui vẻ. Ừ. Giờ mình mới chế tạo lại một cái máy chụp ảnh rồi. Nhớ cái máy chụp ảnh hoài để mà nằm nghe nhạc đồ cho nó vui vậy đó, để lấy lại cái niềm vui, chứ mắt mẹ buồn quá hết chỗ chui trốn cho mẹ rồi. Mình cũng phải mua hình ảnh để mà nằm mình nghe nhạc đồ. Còn đêm mình hôm nghe nhạc. Ngày hôm nay á thì tất cả các cô chú anh chị mấy bả bển ở nước ngoài đồ á gửi lời chia buồn với anh cùng gia đình. Thì biết anh mất mẹ rồi, biết anh buồn, gửi lời chia buồn với anh, thì anh có muốn nói lời nào với lại cô bác của anh chị không? Dạ, cảm ơn mấy cô mấy dì. Ừ. Rồi sao nữa? Để mà giúp đỡ cho cha má của con. Ừ. Rồi hôm nay mẹ mất thì sao? Mẹ mất thì cũng như là mẹ mất thì mấy anh em của chúng con rất là buồn. Ừ. Nói lời cảm ơn đi. Xin lời cảm ơn mấy chú ở nước ngoài. Ừ, đã ủng hộ gia đình con cũng như là đã ủng hộ gia đình của con với lại gia đình của anh Tám. Để chia sẻ cái nỗi buồn này với lại anh Tám và con. Chia sẻ nỗi buồn của Tám và con. Lời hứa hẹn gì? Hứa hẹn ngày sau chúng con gặp lại. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau ạ. Đây cũng là một clip mình muốn anh Tú chia sẻ những cái nỗi lòng, nhưng mà những cái câu nói của anh nó thật, vừa thật mà vừa lại ngây ngô, thành thử ra là cho mọi người cái cảm giác nó vừa bi mà lại vừa hài. Có nghĩa là vừa vui mà lại ở trong cái câu nói, nhưng mà lại buồn trong cái tâm trạng. Nên thành thử là rất mong cô bác của anh chị những cái tiếng cười khúc khích của những cái anh em á, không phải là cười vì một cái niềm vui, mà những cái câu nói của anh á làm cho người ta dễ mắc cười, dễ liên tưởng đến những cái hình ảnh nó hài hước, mặc dù trong một cái cảm xúc đau buồn như thế này. Thì cũng mong là cô bác anh chị khi xem được clip này cũng lượng thứ bỏ qua cho các anh em. Và một lần nữa thì thay mặt cho gia đình của
tốt nhất thay mặt cho gia đình của anh Tú cũng như là thay mặt cho ông bậc ông cụ gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc đến cô bác anh chị đã chia sẻ những cái lúc buồn đau và khó khăn nhất như thế này.